Đạo bò, ghế anh xuống, văn kệ cũng còn bún bò. Mày bố em nhớ gì hết, tôi được rồi, bún bò nhớ. Chưa nhận thấy cái bài này thì bài sôi động lên thôi, hôm nay là kỷ niệm ngày của hoa phim mà, nếu mình vừa rồi quá thì có tôi phát bài quên cả lối về. Quyết định sân khấu ạ. Tiếp, 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 tiếp
luôn. Và tiếp đấy thì mình xin ngày còn anh bên tôi xin tặng cho dì Dung mẹ của Phương và Quang một bài hát. Xin chú quán anh chị và cùng các bạn lắng nghe. Xin chúc dì Dung một nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và vạn sự cát tường. A Di Đà Phật. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cảm ơn chị Quý Anh ngồi phép rất là hay. Và để lấy cổ đi trên, cảm ơn chị. Chị Linh, cô bé tự nhỏ. Mời chị Linh sẽ phố ra. Dạ, xin chào các bạn. Hôm nay cũng là ngày lễ của Ba Phương, nhưng mà cũng xin hát tặng cái đoàn một bài tình gia cũng như những lời dẫn lời dẫn lại cho mình. Thank you.
chị. Và tiếp tục chương trình mời Quân mùa hết được rồi. Thank you.
Tiếp tục đi con. Không, từ từ tiếp tục. Bình thường tiếp tục. Tiếp tục đi con. Khi em chọn bài này là em được ý nghĩa hết. Lý do là thứ nhất là bên em không còn ba mẹ, khi em ra ra đã không còn ba, khi bước về hình chồng em vẫn coi là bà nội của em. Nhưng điều đó em biết khi mình về một mai nhà mới chưa ai chấp nhận mình, nhưng đã em đã chạy qua bên dưới đó đã tới là 24 năm, cho đến ngày là sóng gió vợ chồng chia tay và quay lại, những thăng trầm trong cuộc đời 24 năm cũng không phải là 21 tháng. Nhưng cuối đời em vẫn thương ba chồng của em đã khuất. Và sau đó khi ba nằm xuống, em vẫn coi khi ba nằm xuống là trước đó là mẹ đã mất, sau đó ba chồng nằm xuống thì em coi mẹ chồng của em là thứ thần thứ hai. Cho nên em mới chọn bài hát này là để bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu áp lực đều muốn được về một cái ấm của mình và bù đắp cho mẹ, mẹ chồng của em, coi như là mẹ ruột của em, vì mẹ đã mất mát một cái tình thương nào đó đột ngột. Cho nên khi em hát bài hát đó và muốn nói cuộc sống của em, mẹ chồng của em, coi như mẹ ruột đi, là phải tích cực lên, mẹ đừng buồn nữa. Mẹ còn có con trai và con gái và con dâu và con rể và cháu ngoại và cháu nội đều có bù đắp cho mẹ. Những gì đã qua thì mình nên xếp lại,
mong mẹ phải giữ vững tinh thần và sức khỏe của mình vậy thôi. Chúng tôi thấu hiểu tất cả những người đang ngồi ở đây là những người bạn thân của Phương và Hoàng, chắc chắn là như vậy. Chỉ có những người bạn thân mới ở đến những phút cuối cùng này. Và hôm nay có những cái bức xúc trong gia đình, những ai mà bạn thân thì thấy Phương đi quanh khắc nhập thấy là đúng không? Nhưng mà mỗi lần khắc thì phải có ngày nhập, ai cũng mong ngày vui trở lại hết á. Và đó là vậy. Trong quá trình mà cuộc sống xảy ra thì người ta bắt đầu cũng mới gấp ngã lên chuyện bình thường. Và mẹ chồng nàng dâu rồi em chồng nàng dâu nó cơm hết, nó rôi thôi nhiều việc đúng không? Tập trung như vô là có 10 phút thôi. Thật sự tôi lên cái bài hát này để gửi gắm đến một cái tình mẹ và con, nó là rất là sâu sắc đúng không? Và chúng ta thấy rằng á, trong cuộc đời rất nhiều nỗi chăn trở mà ai cũng bị chứ. Bây giờ mở đi nhà anh sao, nhà chị sao, nhà bảy rồi ai bị chứ á, tất cả từ lưa tùm lum, nhà con từ lưa tùm lum, từ lưa tùm lum, nhà con từ lưa, đúng rồi. Và cuộc đời nhà chuối à, cuộc đời thì cực kỳ ngắn, có ai nói dài không? Không có dài đâu, so với chủng tộc bao la đó, cả ngàn cả tỷ năm mình có 6 năm cuộc đời thôi. Bây giờ ai nói ngày mai tôi sống chưa chắc, cho nên mình sống sao cho đẹp, trong đẹp và thơm hơn. Và chúng ta phải sửa mình sao cho tốt nhất để mà mỗi buổi bước đi của mình không gấp ngã, đó là giỏi. Còn lại chúng ta cố gắng sửa hoài thôi, mãi là sửa, cố gắng. Chúc mừng cái bài hát của bạn rất là hay, và hai mẹ con đã hay kém mắt đúng không, và làm cho mỗi người khóc tim. Cảm ơn. Thì hôm nay là con xin phép đầu tiên á là bác Ngọc là người chị lớn của bà, cái đó là bác Thanh, chú Khâm và tất cả các anh em bạn bè. Thì vợ nói thì những cái mình rớt nước mắt không biết làm sao, hay là mình làm sao mà rớt mắt, cuộc đời tôi chưa bao giờ rớt nước mắt được điều gì hết, hình như là ra đời á nó hơi bị cứng. Nhưng mà vợ mình là người chung trẻ chung gói với mình nói một cái câu là yêu thương mẹ mình, dành tình thương cho mẹ mình. Thì thôi trước tiên là anh cảm ơn em. Thế này á, con không còn ai để lo nữa. Là bà con nói mẹ rồi thì mẹ cũng cố gắng để mà có những cái suy nghĩ thực tập hơn, thực tập hơn trong cái công việc cuộc sống của mình. Có thể là có bạn bè, có thể đi chùa, có thể đi du lịch, điều đó con lo được đúng không? Mình cố gắng chỉ mong là tình mẹ con càng em hy vọng này nước mắt hạnh phúc, hy vọng người đó thế thôi. Nước mắt hạnh phúc, không hiểu không hiểu mấy câu trả lời của em hay quá. Phương ơi, hỏi đi thôi, chương trình mời bạn Phước. Nói buồn rồi sẽ quên đi, và mình cuộc sống mình phải lấy lại những cái cuộc sống mới, năng lượng mới để kết nối chương trình và cũng kết thúc chương trình. Cái Phước sẽ gửi đến quý vị quan khách cùng bài hát và con tim đã vui trở lại. Và đây các Phước cùng song ca chị Lan. Xin mời quý vị cùng lắng nghe và kết thúc chương trình. Con đi,
Oh,
Thank you.
Nói vậy em có.